Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình làm một cái clip để hướng dẫn cho các bạn mà đang làm trên YouTube á, mà các bạn đã bật tính năng kiếm tiền rồi. Tuy nhiên các bạn vẫn chưa xác minh được địa chỉ sau 3 đến 4 lần gửi. Thì ở đây thì mình sẽ làm một cái clip để hướng dẫn các bạn, vì mình đã gặp tình trạng này rồi và mình hướng dẫn trên thực tế mà mình đã gặp phải luôn. Là mình đã gửi cái yêu cầu để nhận cái mã PIN 3 đến 4 lần cho bên Google AdSense các bạn, tuy nhiên là mình vẫn không nhận được. Và hơn 3 tháng các bạn, cứ 21 ngày thì mình gửi một lần, và mình gửi tới lần thứ tư á, thì mình thấy nó vẫn chưa được. Cho nên là mình đã tìm ra được cái cách mà để mình xác minh cái địa chỉ của các bạn mà không cần mã PIN luôn. Thì ở đây, khi mà các bạn, cái này là mình đã kích hoạt xong rồi các bạn, mình đã xác nhận mã PIN rồi thì nó sẽ hiện lên cái phần này. Ở đây thì các bạn sẽ vào cái phần đây, các bạn sẽ vào cái phần phần này các bạn, support.google.com. Đó. Thì ở đây các bạn sẽ có một cái phần nội dung. Đó chính là nó sẽ kêu các bạn là kiểm tra lại là những cái bước này các bạn đã làm đúng chưa. Còn nếu các bạn đã làm đúng rồi và các bạn đã gửi quá 3 lần rồi thì các bạn cho qua phần này, mình sẽ đến cái phần gặp vấn đề về mã PIN. Đây, mình đến cái phần quan trọng, tức là sau 3 lần các bạn gửi rồi và vẫn không nhận được nè. Các bạn thấy không? Nó ghi nè, thay thế lần thứ tư nhưng vẫn chưa nhận được mã PIN sau 3 tuần. Thì mình sẽ sử dụng cái phần khắc phục sự cố về mã PIN. Cái này là khi mà các bạn làm tới lần thứ tư thì nó sẽ hiện ra cái này cho các bạn nha. Đây, mình sẽ nhấp thử cho các bạn xem nha. Rồi. Nó sẽ ra như thế này các bạn. Đó. Nó ra cái bảng như thế này. Ở đây mình sẽ che email mình đi, thì các bạn chỉ cần nhấp vào có. Rồi. Sau đó mình bấm tiếp tục. Đây. Nó sẽ hỏi các bạn tiếp nè. Các bạn thấy không? Và các bạn bấm vào không, tôi chưa nhận được mã PIN luôn, tiếp tục nha. Rồi. Sau đó thì các bạn sẽ nhận được một cái thông tin như thế này, và các bạn sẽ bấm vào cái phần biểu mẫu liên hệ này. Đây. Ở cái phần này các bạn sẽ nhập tên của mình, tên mà các bạn sử dụng ở trong cái tài khoản trên cái chứng minh thư của các bạn nha. Rồi cái địa chỉ mail thì các bạn sử dụng cái địa chỉ mail giống như là các bạn đang đăng ký bằng cái mail mà các bạn sử dụng YouTube các bạn ha. Rồi, cái mã nhà xuất bản AdSense thì các bạn cứ nhấp vào đây. Thì khi mà các bạn coi ở bên cái phần mà tài khoản các bạn, nó sẽ có một cái phần, nó sẽ hướng dẫn các bạn nè. Các bạn vào cái trang AdSense, rồi các bạn bấm vào thông tin tài khoản và chọn tài khoản. Sau đó thì các bạn nhấp vào cái thông tin tài khoản, nó sẽ hiện ra cái phần bub. Và các bạn sẽ copy cái phần đó, các bạn bỏ vào đây ha. Rồi, kế tiếp là các bạn sẽ gửi cho nó một cái tệp đính kèm. Trong trường hợp mà các bạn, cái địa chỉ các bạn gửi thư về á, nó giống với lại cái địa chỉ ở trên căn cước, thì các bạn chỉ cần cung cấp cái căn cước công dân, các bạn chụp rõ mặt trước mặt sau là ok. Còn cái trường hợp thứ hai là cái địa chỉ các bạn gửi về mà nó không có trùng khớp với cái địa chỉ trên căn cước các bạn, thì các bạn sẽ phải sử dụng là bản sao kê ngân hàng nè, hóa đơn điện thoại hoặc là biên lai tiền thuê nhà. Thì mình ở đây mình sử dụng là một cái sao kê ngân hàng. Bạn sử dụng cái bản sao kê online vẫn được, chỉ cần nó có hiển thị tên của các bạn và cái địa chỉ mà các bạn nhận thư á, hiển thị trên đó là nó sẽ xác nhận cho các bạn. Và khi mà các bạn mà soạn xong hết rồi, các bạn bấm nút gửi này, thì nó sẽ ra một cái thông báo như thế này cho các bạn là cảm ơn bạn đã liên hệ gì gì đó. Thì nó báo các bạn nó sẽ mất từ khoảng 2 ngày làm việc. Tuy nhiên là ngày hôm đó mình sau 3 phút là mình đã nhận được thông báo luôn các bạn. Cái mail như thế này. Đây, nó sẽ báo với các bạn là xin chào, cảm ơn bạn đã gì đó gì đó. Rồi, nó sẽ thông báo các bạn biết là bây giờ bạn đã xác minh địa chỉ của mình. Đây. Đó. Các bạn thấy không? Và sau khi các bạn thoát ra và các bạn vô lại thì các bạn sẽ lại được một cái bảng như thế này. Có thể là nó sẽ vẫn còn cái dòng chữ đây là xác minh địa chỉ. Tuy nhiên là các bạn cứ an tâm là khi mà nó đã mất cái phần vào ô dưới này đi thì là các bạn đã xác minh thành công. Hy vọng là các bạn sẽ không bị mất cái thời gian cũng như là công sức các bạn bỏ ra chỉ vì cái vấn đề là xác minh địa chỉ. Tại vì các bạn mà để quá lâu, hình như là qua 4 tháng thì cái tài khoản các bạn nó sẽ không được hiển thị quảng cáo nữa, và các bạn sẽ coi như là
cái kênh đó của các bạn nó chết rồi, tức là các bạn chỉ để làm để giải trí thôi chứ còn mà không thể nào kiếm tiền được trên nó. Cho nên các bạn lưu ý là khi mà đã đến lần thứ ba, lần thứ tư các bạn cũng không được thì các bạn hãy thử cách của mình để các bạn, thứ nhất là các bạn kích hoạt được cũng như là xác nhận được cái địa chỉ của mình mà không cần sử dụng mã pin, thứ hai là mình không mất đi công sức của mình, thứ ba là mình không phải tìm đến những cái người bên ngoài. Thì hôm bữa mình có coi trên mạng thì có chỗ là nó nhận là kích hoạt 100.000, 200.000. Thực ra cái việc đó đơn giản lắm, lúc đầu mình cũng đang định nhờ cái đơn vị nào đó họ làm, tuy nhiên là về cái vấn đề mail biết đồ thì mình rất ngại chia sẻ, cho nên là mình cũng tự mày mò và mình đã tìm được phương án này. Thì nếu mà các bạn nào làm tới bước này mà các bạn vẫn chưa làm được thì các bạn có thể comment cho mình và cho mình một cái nick Zalo hay gì đó, mình sẽ hỗ trợ các bạn để các bạn làm cái đó. Mình không tính phí gì hết nha, các bạn chỉ cần để lại cho mình một like, một follow hoặc là một cái comment là các bạn đã làm được rồi, như vậy thôi. Ở đây là mình chia sẻ để cộng để những bạn mà đã làm YouTube như mình, thực sự là đối với những bạn khác mình không biết, nhưng mà đối với mình à, mình làm một cái kênh mình xây nó cũng phải 6-7 tháng gì đó, mình đã xây từng hai lần rồi, một lần mình thất bại, một lần này thì mình đã bật được chế độ mình đã bật được cái nút kiếm tiền của nó. Tuy nhiên là sẽ rất là tiếc nếu mà mình không xác minh được địa chỉ thì coi như là những cái tiền các bạn kiếm trước đó nó mất đi, công sức các bạn coi như là đổ sông đổ biển hết. Nên là hy vọng với clip này những bạn nào vướng phải tình trạng như mình, các bạn có thể có được cái giải pháp cũng như có thể kích hoạt được cái việc xác minh địa chỉ các bạn để các bạn tiếp tục kiếm tiền trên YouTube. Chúc các bạn may mắn và thành công. Nếu bạn nào gặp khó khăn thì cứ comment cho mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.